Thảm sát Alice xảy ra từ năm 1999 tới 2005. Nước Nhật xảy ra 5 vụ án giết người với thủ đoạn vô cùng tàn độc khiến dư luận luôn sống trong lo sợ. Ở hiện trường mỗi vụ án, người ta đều tìm được một quân bài cùng chữ Alice bằng máu của chính nạn nhân. Từ năm 1999 tới 2005, trong lòng nước Nhật xảy ra một loạt 5 vụ sát nhân bí ẩn và kỳ lạ. Ở mỗi vụ án, người ta đều tìm thấy một quân bài. Trên có viết cái tên Alice bằng máu của nạn nhân. Và cho đến nay, quá trình điều tra những vụ án có bí danh Alice Killings đều rơi vào ngõ cụt. Tới nay, vụ án dòng chữ lá bài viết chữ Alice bằng máu vẫn được xem là bí ẩn kỳ lạ nhất chưa có lời giải đáp ở Nhật. Trong thời gian từ năm 1999 tới 2005, tổng cộng có 5 nạn nhân bị giết hại. Bên cạnh xác nạn nhân luôn là một lá bài với chữ Alice viết bằng máu. Bên trên là đoạn mở đầu bài báo của 3 trang thông tin điện tử khá lớn tại Việt Nam. Mỗi đoạn mở đầu nó có khác biệt một chút nhưng chung quy đều nói về một vụ án có những thông tin cơ bản như sau. Đầu tiên là xảy ra ở Nhật Bản. Thứ hai là nạn nhân có 5 người. Xảy ra vào năm 1999 tới 2005. Và bên cạnh xác mỗi nạn nhân là một quân bài cùng chữ Alice viết bằng máu của chính nạn nhân đó. Sau khi nghe những gì mình vừa đọc, các bạn thấy thế nào? Có lẽ là đang rợn tóc gáy vì sự dã man tàn bạo của kẻ sát nhân mang cái tên rất dễ thương Alice này đúng không? Và vì các bạn đang sợ quá mà, nên là các bạn không hề mảy may nghi ngờ một chút tới cái tính xác thực của những thông tin mà mình vừa đọc. Vì suy cho cùng, nếu như những trang báo lớn đã đưa tin kèm theo cả thông tin về nạn nhân, về diễn biến vụ án, về năm xảy ra vụ án, về địa điểm xảy ra vụ án, thì có lẽ nó là thật, có đúng không? Sai. Mình vốn là một người rất là dị ứng với thông tin không rõ nguồn gốc nhưng mà lại nói như kiểu nó rất là xác thực, giống như mấy câu là theo như một nghiên cứu đã chứng minh. Nhưng mà nghiên cứu nào thì không nói, ở đâu không nói, ai xác thực không nói, ai giám sát cái nghiên cứu đó không biết luôn, nhưng vẫn chứng minh một điều gì đó. Và ngay sau khi mình đọc thông tin này, mình đã cần phải tìm hiểu ngay về cái tính xác thực của vụ án, xem nó có thực sự xảy ra không mà nhiều báo lớn lại đưa tin như là nó thực sự xảy ra như vậy. Và sau đây là toàn bộ quá trình mình tìm hiểu thông tin về vụ án mạng mang tên Alice, cũng như là quá trình mình tìm cách xác thực liệu nó có thật hay là không. Đầu tiên để tìm kiếm thông tin ở Nhật Bản thì không có gì tốt hơn là chúng ta giả người Nhật Bản, rồi sử dụng công cụ tìm kiếm của người Nhật Bản để thử tìm kiếm thông tin của người Nhật Bản. Và mình sử dụng Google vì theo thống kê của trang StatCounter.com thì Google đang chiếm tới 74% thị phần tìm kiếm tại Nhật Bản. Và vì vụ án này mới kết thúc vào năm 2005, tức là khoảng 15 năm trước, thì khả năng cao là nó vẫn còn đâu đó trên Google. Các bạn có thể liên hệ ngay tới vụ án Thiên Linh Cái đã xảy ra ở Việt Nam cách đây khoảng hơn 20 năm rồi. Và đến bây giờ tìm kiếm trên Google vẫn còn rất rõ hình ảnh, thông tin về vụ án đấy, không thiếu một chữ nào. Và đương nhiên rồi, nếu như các bạn muốn nghe về vụ án Thiên Linh Cái rất nổi tiếng, một trong những vụ án giết người hàng loạt kinh hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam, thì hãy để lại một like phía dưới. 15.000 like thì tôi sẽ làm về vụ Thiên Linh Cái cho các bạn xem nhá. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với vụ án mạng Alice. Sau khi mình giả IP sang Nhật Bản và thử tìm kiếm thông tin về vụ án mạng Alice trên Google thì không có bất cứ thông tin gì liên quan đến một vụ án tương tự cả. Sau đó mình bắt đầu tìm kiếm thông tin về tên của những nạn nhân có trong này. Đầu tiên là Sasaki Megumi. Tìm kiếm chữ Sasaki Megumi vào thì chúng ta tìm được một nhà làm phim và một nhà văn Nhật Bản, và hiện tại vẫn đang sống sờ sờ, mới chỉ 59 tuổi thôi. Nạn nhân thứ hai, Yamane Akio, không có thông tin xác thực nào cả. Nếu có thì cũng chỉ là những thông tin xoay quanh cái vụ án này, và đương nhiên là nó không có bất cứ một bằng chứng hay là hình ảnh nào chứng minh. Tìm kiếm Kai Sakura, chúng ta tìm được một tiểu thuyết gia và không phải là một nạn nhân nào hết. Và cuối cùng, Oshiro Hayato và Oshiro Hina, hai người được cho là hai chị em cũng chết trong vụ thảm án này một cách rất dã man. Không có một thông tin nào ngoài thông tin về một cầu thủ bóng chảy. Nếu như ngay bây giờ mình dừng video tại đây và mình không tìm kiếm nữa thì có lẽ là chưa đủ, tại vì có lẽ là mình chưa tìm đủ kỹ. Vậy nên mình thử tìm kiếm bằng tiếng Nhật. Và đương nhiên khi mình tìm kiếm bằng tiếng Nhật cũng không có bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ án mạng Alice ngoài một cái video ca nhạc hay là truyện tranh.
chỉ có thế thôi. Sau đó mình cũng truy cập vào trang npa.go.jp. Đây là cơ quan dữ liệu của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản để tìm kiếm thông tin về những vụ án xảy ra từ năm 1999 tới 2005 thì không có một vụ án nào mang tính chất tương tự cả. Duy chỉ có một vụ án xảy ra vào ngày 29 tháng 9 năm 1999 là cũng giết 5 người thôi. Đây được gọi là vụ thảm sát ga Shimonoseki. Hung thủ của vụ án này là Yuabe Yasuki, một người đàn ông 35 tuổi, lái một chiếc xe hơi đâm vào nhà ga. Sau khi thoát ra khỏi xe, hắn ta tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp những người qua đường một cách ngẫu nhiên cho tới khi bị bắt giữ tại hiện trường. Ngoài ra thì không còn một vụ án nào có số nạn nhân hay tình tiết tương tự như vậy cả. Và như vậy, kết quả của vụ án này là giả. Tất cả những thông tin về vụ án này đều là creepypasta, là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người, không có thứ gì trong này là thật cả. Và đó, mục đích của video này chỉ để chứng minh vụ án trên là không có thật. Từ bây giờ, nếu bất cứ ai bảo các bạn, ê, mày có biết về vụ án có cái tên rất dễ thương, Alice đã giết 5 người ở Nhật Bản, rúng động từ năm 99 tới 2005 không? Thì các bạn có thể đưa ra những dẫn chứng mà mình đã dẫn link ở phía dưới phần mô tả ngay bây giờ để đập vào mặt nó và nói không, tao không biết vì nó đâu có tồn tại. Còn bây giờ thì có lẽ là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video lần sau. Nếu thích đừng quên để lại một like cho mình là Joker. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.